Hello, everyone. Có nhà đẹp không? Nhà không? Quá trời bự luôn, toàn cây không mà gỗ không mà đẹp ha. Có football. Cây Noel chưa tháo xuống nữa. Nhà này tiếng không? Nhà này rất là đẹp. Có người bạn ở trong sở. Nó nhìn qua bên kia ha, là cái rừng cây, nhưng mà là công viên bảo tồn của quốc gia, và kế bên đó là cái nghĩa trang. Người Mỹ họ ở nhà họ ở gần nghĩa trang nghĩa địa rồi, không có nghĩa địa chứ đâu phải nghĩa trang, nghĩa địa nó không có gì chứ, không có cảm giác gì chứ, thấy nó rất là bình thường. Người ở châu mình mà ở gần nghĩa địa là hết hồn mà sợ này kia, nhưng mà ở Mỹ không có gì chứ. Run, run, buddy, run. Get down. Oh, chạy quá trời luôn hả? Chạy còn có 20 giờ hả? Here we go. 20 yards, 30 yards, 40 yards, 50 yards, 60 yards, 70 yards, 75 yards. Run. Amazing. Quá trời hay. Khựng khựng chứ, đừng khựng khựng là nó chạy suốt tới kia luôn rồi.